Xin chào cả nhà đến với kênh Cường TN Official. Hôm nay tại đây thuộc Hương Đạo số 19 Trường An thuộc Họ Đạo Long Hải. Mình sẽ quay clip này mình chia sẻ cho cả nhà xem, đó là nghi tiết cầu hồn của Họ Đạo Long Hải, cho cả nhà cùng xem nghi tiết cầu hồn vị đậu hũ Lê Văn Nên 87 tuổi. Bây giờ Cường xin mời cả nhà theo dõi tiếp video. Thank you.
Tài phương tiếp cận đạo chân phước linh tài mở mẹ đường lời âm ở lệ dân lên tâm khi tôn linh thiêng đội tâm năng thắng xa nói đội tâm sáu minh thể đội mình đội thân truyền trước số cần quả báo Oh, yeah.
hai lô với chị bố.